Zombie Apocalypse. Và lại một lần nữa xin kính chào bà con cô bác mình trong buổi chợ ngày hôm nay. Người gần thì vừa ra mà người xa thì vừa tới. Hãy nhanh chân dẻo bước tới tham quan gian hàng thanh lý quần áo giá rẻ của chúng em mà xem. Giảm giá siêu tốc với giá cực sốc cho bà con cô bác mình trong buổi chợ ngày hôm nay. Hãy đặc biệt hôm nay thanh lý áo phông lam, áo phông nữ, quần sóc lam, quần sóc nữ cho bà con cô bác mình nào. Đấy chỉ có 100.000 đồng mà được hẳn 3 chiếc luôn. Đấy 3 chiếc chỉ có 100.000 đồng thôi nào các cô, các bác, các anh chị mình ơi. Áo phông lam, áo phông nữ, quần sóc lam, quần sóc nữ chỉ có 100.000 đồng 3 chiếc thôi. Em mà 3 chiếc chỉ có 100.000 đồng thôi nào. Nó rẻ thì như bánh bao mà lại không tiêu hao như bánh mì. Lâu lâu thì mới có một kỳ chứ đâu phải bánh mì mà ngày nào cũng có đâu. Đấy chỉ có 100.000 đồng 3 chiếc mà 3 chiếc chỉ có 100.000 đồng thôi. Áo phông lam, áo phông nữ, quần sóc lam, quần sóc nữ chỉ có 100.000 đồng 3 chiếc thôi nào. 3 chiếc chỉ có 100.000 đồng thôi nào các cô, ba anh chị mình ơi. Đấy chiếc nào cũng đẹp mà chiếc nào cũng xinh. Chiếc nào các cô, các bác, các anh, các chị mình cũng dập dình mà muốn mua. Ra mua thì trả lại mà gái mua thì đắt chồng, mặc vào thì như là cô chủ mà tối ngủ thì đảm bảo như đàng tiên luôn. Đấy chỉ có 100.000 đồng 3 chiếc mà 3 chiếc chỉ có 100.000 đồng thôi. Áo phông lam, áo phông nữ, quần sóc lam, quần sóc nữ chỉ có 100.000 đồng 3 chiếc mà 3 chiếc chỉ có 100.000 đồng thôi nào. Đấy quần áo nhập khẩu từ Singapore mà chở bằng xe bò vừa mới về tới Việt Nam luôn. Lai đem ra bán cho bà con cô bác mình chỉ có 100.000 đồng 3 chiếc mà 3 chiếc chỉ có 100.000 đồng thôi. Áo phông lam, áo phông nữ cổ dựng, cổ tròn, cổ bẻ nào. Quần sóc lam, quần sóc nữ lai đem ra bán chỉ có 100.000 đồng 3 chiếc mà 3 chiếc chỉ có 100.000 đồng thôi nào. Thế nhanh tay mà lựa chọn cho mình, mà nhân tiện thì lựa chọn cho đại gia đình mình luôn nào. Nhanh chân thì còn, mà chậm chân thì mai các cô, các bác, các anh chị mình sẽ phải bắt xe đạp vào tận Sài Gòn thì mới mua được cơ. Áo phông lam, áo phông nữ 100.000 đồng 3 chiếc mà 3 chiếc chỉ có 100.000 đồng thôi. Thế quần sóc lam, quần sóc nữ 100.000 đồng cũng được 3 chiếc mà 3 chiếc cũng chỉ có 100.000 đồng thôi nào. Thế rẻ thì ta mua chơi, mà đắt thì ta nghỉ ngơi đồng tiền. Mua nhiều thì được nhiều, mà không mua không có thì đi về tay không luôn. Ấy quần áo rẻ bát ngát thì đảm bảo như bát trà xanh luôn nào. Ai muốn mua quần áo rẻ thì chạy khỏe luôn tới đây. Ấy chỉ có 100.000 đồng 3 chiếc áo phông lam phông nữ nào. Ấy mà 3 chiếc áo phông lam phông nữ chỉ có 100.000 đồng thôi. Ấy quần sóc lam, quần sóc nữ giờ bán cũng chỉ có 100.000 đồng 3 chiếc thôi. Ấy 3 chiếc quần sóc lam, quần sóc nữ chỉ có 100.000 đồng thôi nào cô ba anh chị mình ơi nào. Ấy nhanh tay mà lựa chọn cho mình, mà nhân và lại một lần nữa xin kính chào bà con cô bác mình trong buổi chợ ngày hôm nay. Người gần thì vừa ra mà người xa thì vừa tới. Hãy nhanh chân dẻo bước tới tham quan gian hàng thanh lý quần áo giá rẻ của chúng em mà xem. Giảm giá siêu tốc với giá cực sốc cho bà con cô bác mình trong buổi chợ ngày hôm nay. Hãy đặc biệt hôm nay thanh lý áo phông lam, áo phông nữ, quần sóc lam, quần sóc nữ cho bà con cô bác mình nào. Đấy chỉ có 100.000 đồng mà được hẳn 3 chiếc luôn. Đấy 3 chiếc chỉ có 100.000 đồng thôi nào các cô, các bác, các anh chị mình ơi. Áo phông lam, áo phông nữ, quần sóc lam, quần sóc nữ chỉ có 100.000 đồng 3 chiếc thôi. Em mà 3 chiếc chỉ có 100.000 đồng thôi nào. Nó rẻ thì như bánh bao mà lại không tiêu hao như bánh mì. Lâu lâu thì mới có một kỳ chứ đâu phải bánh mì mà ngày nào cũng có đâu. Đấy chỉ có 100.000 đồng 3 chiếc mà 3 chiếc chỉ có 100.000 đồng thôi. Áo phông lam, áo phông nữ, quần sóc lam, quần sóc nữ chỉ có 100.000 đồng 3 chiếc thôi nào. 3 chiếc chỉ có 100.000 đồng thôi nào các cô, ba anh chị mình ơi. Đấy chiếc nào cũng đẹp mà chiếc nào cũng xinh. Chiếc nào các cô, các bác, các anh, các chị mình cũng dập dình mà muốn mua. Ra mua thì trả lại mà gái mua thì đắt chồng. Mặc vào thì như là cô chủ mà tối ngủ thì đảm bảo như đàng tiên luôn. Đấy chỉ có 100.000 đồng 3 chiếc mà 3 chiếc chỉ có 100.000 đồng thôi. Áo phông lam, áo phông nữ, quần sóc lam, quần sóc nữ chỉ có 100.000 đồng 3 chiếc mà 3 chiếc chỉ có 100.000 đồng thôi nào. Đấy quần áo nhập khẩu từ Singapore mà chở bằng xe bò vừa mới về tới Việt Nam luôn. Lai đem ra bán cho bà con cô bác mình chỉ có 100.000 đồng 3 chiếc mà 3 chiếc chỉ có 100.000 đồng thôi. Áo phông lam, áo phông nữ cổ dựng, cổ tròn, cổ bẻ nào. Quần sóc lam, quần sóc nữ lai đem ra bán chỉ có 100.000 đồng 3 chiếc mà 3 chiếc chỉ có 100.000 đồng thôi nào. Thế nhanh tay mà lựa chọn cho mình, mà nhân tiện thì lựa chọn cho đại gia đình mình luôn nào. Nhanh chân thì còn, mà chậm chân thì mai các cô, các bác, các anh chị mình sẽ phải bắt xe đạp vào tận Sài Gòn thì mới mua được cơ. Áo phông lam, áo phông nữ 100.000 đồng 3 chiếc mà 3 chiếc chỉ có 100.000 đồng thôi. Hay quần sóc lam, quần sóc nữ